đại nghĩa sĩ Tân Dân Chủ. Hỡi các anh chị em máu thịt Việt Nam, chúng ta do dân tộc mà hình thành, vì dân chúng mà đấu tranh. Đúng vậy này, từ cho đến mãi mãi muôn muôn về sau, là màu mỡ cho đất đai, là kết tụ của tính Việt, là tự hào, là di sản cho con cháu. Tinh và hồn luôn luôn cùng sông núi. Sống thì phải cho lẫm liệt, mà thác cũng phải đáng tự hào, bất khuất và hùng mạnh. Giang sơn biên toàn dân tham chiến, đồng một lòng lửa tiên kiêu hùng, đập tan sông được mạnh tâm, gái trai giữ vững non sông muôn đời, xương thịt nắng mỉm cười chín xuôi, hồn hăng say tiếp nơi hy sinh, sông oanh liệt chết oai linh, lưu hương bất khuất vang danh xa gần. Vì tổ quốc bao thân đáng trọng, xác thịt tan danh sông dân thờ, voi hùng chết để cầm ngàn thù kiếm xa bay, nhưng ra vẫn còn lòng tưởng kính. Lời cầu nguyện. Chúng tôi, Thiếu tướng Trần Minh Tôn, trân trọng kính chào Đức Quốc Công Đào Minh Quân, Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Đệ Tam, và kính chào quý khán giả. Trân trọng kính mời Đức Quốc Công và quý vị cùng chúng tôi nghiêm trang dâng lời cầu nguyện. Chúng con là các thành viên đồng nhiệm của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng hòa, nguyện xin Đấng Tối Cao, Thượng Đế, Trời Phật, hồn thiêng sông núi, các bậc tiền nhân anh hùng dựng nước và giữ nước, xin phù hộ độ trì ban phước lành cho chúng con, xin che chở cho đất nước và đồng bào thân yêu của chúng con được thoát họa cộng sản và nạn chiến tranh tàn phá, xin bảo vệ Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân và tất cả những nhà ái quốc chân chính, xin cho chúng con thêm khôn ngoan, đoàn kết, nhẫn nại, can đảm, sáng suốt để cùng với Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng hòa dẫn đưa dân tộc Việt Nam vượt qua cơn hiểm nghèo đến bến bờ hạnh phúc, vinh quang, trường cửu, mọi nhà được an hưởng thái bình, thịnh trị của thời Thượng Nguyên Thánh Đức. Xin gìn giữ và tôi luyện cho chúng con tinh thần Việt Nam chân chính, sống thì phải cho lẫm liệt, mà thác cũng phải đáng tự hào, bất khuất và hùng anh, đúng theo gương sáng của vị lãnh đạo tinh thần của chúng con đã tuyên xưng. Lời cầu nguyện đến đây chấm dứt. Chúng tôi trân trọng kính mời Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân và quý vị theo dõi chương trình. Cúi lạy tổ tiên, kính lạy tiền nhân, kính báo các anh hùng tử sĩ. Khi xưa các vị đã khổ công dựng nước và giữ nước bằng cách cống hiến cả đời, cả sinh mạng và tâm huyết cho sự vẹn toàn lãnh thổ và an cư của giống loài. Gần đây trong cuộc chiến huynh đệ tương tàn giữa hai miền Nam Bắc giữa chủ nghĩa tự do cộng sản, miền Nam đã bị bức tử một cách đắng cay và oan nghiệt. Trước bàn thờ tổ quốc tôn nhan các vị hôm nay, con là hậu duệ Đào Minh Quân đã nhận trọng nhiệm thủ tướng của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, cùng với các đồng nhiệm và toàn dân Việt Nam cả hải ngoại lẫn quốc nội, cùng thề hứa
sẽ bằng mọi cách lấy lại đất tổ từ tay giặc Tàu, thề sẽ vực dậy chủ nghĩa quốc gia Việt Nam tự do dân chủ. Chúng con nguyện hy sinh cả đời cho nền hòa bình quê hương và cơm no áo ấm cho đồng bào. Tuy Việt Nam Cộng Hòa bị bức tử, chôn vùi nhưng chưa chết, mạch sống vẫn cuộn chảy và hiện đang trỗi dậy cùng với dòng sinh mệnh của dân tộc. Kính xin tổ tiên, các bậc tiền nhân, anh hùng tử sĩ hãy phù hộ cho chúng con. Khấn xin đấng tối cao, trời Phật, hồn thiên sông núi, độ trì cho con dân nước Việt mau sớm giải thể chế độ phản dân hại nước, triệt hạ được tà quyền cộng sản, lấy lại đất tổ, không làm khổ dân, để toàn dân mau sớm có ngày thanh bình hạnh phúc. Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa, Chính phủ Quốc gia Việt Nam Lâm Thời, PO Box 2807, Anaheim, CA 92814, Ngày Quân lực Việt Nam Cộng Hòa 19 tháng 6, 2022. Trân trọng kính mời quý đồng bào, nhân sĩ, cựu quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa, quý lãnh đạo các tôn giáo, hiệp hội, cơ quan truyền thông, báo chí, các chiến hữu tham dự lễ khánh thành Lục Giác Đài vào ngày 18 và 19 tháng 6 2022 để tri ân 58.721 chiến binh Việt Mỹ đã hy sinh tại Việt Nam vì lý tưởng tự do, hòa bình và bảo vệ miền Nam Việt Nam trước ngày 30 tháng 4 năm 1975, đúng vào ngày kỷ niệm Quân lực Việt Nam Cộng Hòa và nhân dịp Dân quân Việt Nam tôn vinh Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân lên ngôi Hoàng đế, sẽ được tổ chức tại hai địa điểm: một, Hắc Sơ Gành,
Manoman, 18 tháng 6, 2022, từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều. 2. Sheraton Hotel, 19 tháng 6, 2022, từ 5 giờ chiều đến 11 giờ tối. Để việc tiếp đón được chu đáo, quý khách vui lòng liên lạc ban tổ chức theo số điện thoại hoặc email sau đây: Trung tướng Lâm 403-831-6672, Thiếu tướng Hoàng Tôn cộng 61-413-567-537, Chuẩn tướng Quỳnh 951-375-6228, email thetrepublicofvietnam@gmail.com hoặc văn phòng thường trực viết tắt @ chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời viết tắt .com. Vui lòng phúc đáp trước ngày 19 tháng 5 2022. Mạnh thường quân 5.000 US cộng, khách đặc biệt 500 US, quý khách 150 US. Lưu ý trang phục dạ tiệc và chúng tôi sẽ gửi thiệp mời qua email cho bạn khi được hồi âm. Mọi thông tin mời vào trang www.hsgenmanomen.com. Trân trọng kính mời. Việt Nam Cộng Hòa, Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, văn phòng thường trực lấy lại đất tổ không làm khổ dân, PO Box 2807 Anaheim, CA 92814. Thứ Sáu Tuần Thánh, ngày 15 tháng 4 2022. Kính thưa đồng bào, thưa quý giới chức, đại biểu, thành viên đồng nhiệm trong Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa. Lễ Phục sinh năm nay 2022 sẽ diễn ra vào ngày Chủ nhật 17 tháng 4 dương lịch. Vì thế, thứ Sáu Tuần Thánh hay thứ Sáu Thiện Lành sẽ là ngày 15 tháng 4 2022, là một ngày lễ thiêng liêng nhất trong lịch phụng vụ của Giáo hội Thiên Chúa Giáo, có hàng trăm triệu tín đồ trên toàn thế giới. Thứ Sáu Tuần Thánh còn là ngày lễ kỷ niệm Chúa Giê-xu chịu đóng đinh trên thập giá tại Calvary, Canve, diễn ra vào thứ Sáu, ba đêm trước ngày lễ Phục sinh, mà đối với người Công giáo là ngày lễ quan trọng nhất trong năm, hơn cả lễ Chúa Giáng sinh. Thứ Sáu Tuần Thánh chính là dịp để các tín đồ Thiên Chúa Giáo, hay còn gọi là Công giáo, tưởng nhớ nỗi thống khổ của Đức Kitô, Con Thiên Chúa, khi bị phản bội, bị chế nhạo, chịu sự nhục nhã và cuối cùng là bị giết chết bằng cách đóng đinh vào thập tự giá, là một hình phạt tồi tệ nhất dành cho các tù nhân bị kết án tử hình thời bấy giờ. Thứ Sáu Tuần Thánh cũng còn là dịp để các Kitô hữu hướng tới việc cảm tạ hồng ân cứu độ mà Thiên Chúa đã ban cho họ, thống hối về những lầm lỗi mà họ đã phạm, đồng thời kính dâng lên Thiên Chúa những lời cầu xin cho toàn thể nhân loại trong đời sống tâm linh, thiêng liêng cũng như trên trần thế. Thứ Sáu Tuần Thánh là ngày duy nhất không có thánh lễ, nghĩa là không có truyền phép thánh thể. Tuy nhiên, thánh thể vẫn được giữ từ thánh lễ hôm trước và các Kitô hữu vẫn được đón nhận. Bên cạnh đó, các bí tích khác vẫn được cử hành trong trường hợp khẩn cấp như rửa tội cho người hấp hối hoặc xức dầu cho người bệnh nặng. Nghi thức an táng được cử hành nhưng không có đàn hát hoặc kéo chuông. Ăn chay và kiêng thịt là truyền thống trong ngày thứ Sáu Tuần Thánh. Lý do là bởi ngày này chính là ngày Thiên Chúa bị phản bội, hạ nhục, hành hạ, mỉa mai, bị sát hại bởi chính đám quân dữ, là những người mà mới vài ngày trước từng tung hô vạn tuế Ngài, rồi sau đó lại giết chết Ngài
như một tên tội đồ hình sự. Truyền thống người Do Thái nói rằng Chúa Giê-xu bị treo thập giá từ trưa cho tới 3 giờ chiều. Đây là khoảng thời gian nắng gay gắt nhất, cũng là khoảng thời gian tồi tệ nhất trong lịch sử nhân loại. Và để tưởng nhớ 3 tiếng đồng hồ ghê rợn mà Ngài đã phải chịu đựng, nhiều người đã chịu hành xác, nhịn ăn, nhịn uống. Việc làm này giúp họ cảm nhận được một phần đau khổ của Chúa Giê-xu. Ngoài ra, còn là để sám hối về những lần họ đã hèn nhát, không dám đứng lên bảo vệ sự thật, không dám đấu tranh chống lại sự bất công, hoặc không dám tuyên xưng niềm tin vào Đức Giê-xu Ki-tô, Con của Đức Chúa Trời, là đấng cứu độ nhân gian. Vậy, Chúa Giê-xu là ai? Giê-xu, chữ nôm Giê-xu, còn được viết là Jesus hay Gia-tô, chào đời khoảng tháng 4 năm thứ nhất trước Công nguyên và bị đóng đinh ngày 3 tháng 4 năm 33 sau Công nguyên, còn được gọi là Giê-xu Ki-tô, Jesus Christ hay Gia-tô Cơ Đốc, là một nhân vật lịch sử người Do Thái, là nhà giảng thuyết, người sáng lập ra Ki-tô giáo vào thế kỷ thứ nhất. Theo Wikipedia thì tên gọi Giê-xu trong tiếng Hebrew có nghĩa là Yahusha, Đức Chúa là đấng cứu độ, thường được gọi vắn tắt là Yeshua. Đối với người đương thời, Giê-xu còn được gọi là Giê-xu thành Nazareth hoặc Giê-xu con ông Giuse. Danh từ Ki-tô tiếng Latin Christus, tiếng Hy Lạp Christos hay Cơ Đốc theo phiên âm Hán Việt là một danh hiệu của Giê-xu, có nghĩa là người được sức dầu, nhằm chỉ Ngài là đấng Messiah đã được tiên báo trong Cựu Ước. Những gì chúng ta biết được về Chúa Giê-xu còn được ghi chép trong Thánh Kinh Tân Ước, đặc biệt là trong 4 pho sách tên gọi là Phúc Âm. Người Việt chúng ta cũng có một vị đã được tiên báo trong Sấm, Sám Ký và Thiên Thơ, có tên là Đào Minh Quân. Ngài đã hiến dâng tuổi trẻ, tiền tài và danh vọng để cứu dân. Ngài đã tịnh tu tại sa mạc Adelanto hơn 20 năm và cũng bị chính người Việt lăng nhục mạ lị, nhưng Ngài luôn tha thứ và đang được hàng triệu đồng bào suy tôn làm hoàng đế. Ngài đã khai sáng nền đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, được Tòa án Môi trường Quốc tế ủy nhiệm làm thống lãnh lực lượng cảnh sát môi trường thế giới. Ngài đã công bố kỷ nguyên Tân Dân Chủ, đã ban hành Hiến pháp đệ tam Việt Nam Cộng Hòa do Quốc hội khóa 1 bàn thảo và đồng thuận. Nhân loại hiện đang đón chờ một chính phủ cho toàn cầu do Ngài lãnh đạo để tạo an bình, hạnh phúc cho nhân loại. Ngài chủ trương lấy lại đất tổ, không làm khổ dân. Trong mùa lễ phục sinh năm nay, chúng tôi, toàn thể quý tướng lãnh, đại biểu, thành viên, đồng nhiệm trong Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, xin thay mặt cho nội các và trên 10 triệu đồng bào Việt Nam trân trọng tuyên xưng và luôn kính nhớ ơn hy sinh, nhẫn nhục, chịu đựng gian khổ để cứu nhân độ thế của Đức Quốc Công Đào Minh Quân, vị lãnh tụ khả kính của dân tộc Việt Nam. Trân trọng, Văn phòng Thường trực Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Việt Nam, nước thiêng liêng dòng.
mình, trân trọng kính chào Đức Quốc Công Đào Minh Quân, Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa, Đại Hoàng đế kính yêu của dân tộc Việt Nam. Kính chào quý Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc, quý thành viên, đồng nhiệm, cùng đồng bào Việt Nam thân thương trong và ngoài nước. Hôm nay, chúng tôi xin nhận định về bài viết từ Văn phòng Thường trực của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời có tựa đề Thứ Sáu Tuần Thánh. Kính thưa quý vị, nhân loại trên địa cầu của chúng ta có chung một Thượng Đế tạo hóa tạo ra con người, nhưng có lẽ Thượng Đế tạo hóa đã đoán biết con người của chúng ta sinh ra trên thế gian này, tâm tính đa dạng sẽ phát sinh ra sự khổ, nên đa phần con người được sinh ra, dân gian thường có câu nói chung là tiếng khóc chào đời, chứ không ai nói là tiếng cười chào đời cả. Thế nên, Đức Phật cũng vì cứu khổ bá tánh mà từ bỏ cung vàng điện ngọc. Đức Phật thời đó cũng bị chống phá. Sau khi Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn thì con người mới nhận ra được, và đến hôm nay có rất nhiều Phật tử trên toàn thế giới theo Đạo Phật. Và Chúa Giê-xu cũng để cứu khổ cho nhân loại mà phải chịu đóng đinh trên thập tự giá. Và các tín đồ Thiên Chúa Giáo ngày nay cũng đã ở khắp nơi trên toàn cầu. Nhưng tại sao nhân loại đã có Đức Phật, Đức Chúa Giê-xu cứu khổ cho chúng sinh mà ngày nay nhân loại trên toàn cầu vẫn còn đau khổ, và thậm chí con người trên địa cầu này sắp bị diệt vong? Hôm nay chúng ta nói riêng ở đây và nhân loại trên toàn cầu nói chung thì đang cần một sự thay đổi, vì giáo lý của Đức Phật và Đức Chúa Giê-xu là vĩnh hằng, là vi diệu, nhưng đến thời kỳ quỷ dữ lộng hành là chế độ cộng sản, chúng đã lương lẹo dẫn dắt dân chúng đi lệch hướng. Ví dụ như trong Đạo Phật, Đức Phật có dạy ba chữ bi trí dũng. Ba chữ này nếu thực hiện đúng sẽ thoát khổ. Nhưng hiện nay tại Việt Nam, Cộng sản Việt Nam dựng lên rất nhiều chùa, và Cộng sản hướng người dân chỉ có một chữ bi mà thôi. Còn hai chữ trí và dũng thì chúng giấu đi, và người dân vì không để ý nên chính chữ bi đó đã làm cho dân nuôi chế độ Cộng sản mà không biết. Vì Cộng sản đã kiểm soát toàn bộ các tôn giáo tại Việt Nam, thay vì người dân thực hiện theo giáo lý của Đức Phật và Đức Chúa thì sẽ thoát khổ, nhưng Cộng sản đã dẫn dân đi ngược lại. Chúng đang cai trị dân Việt là điển hình, mà chúng còn vươn cánh tay dài của chúng ra thế giới. Dường như Thượng Đế đã nhìn thấy trước được viễn ảnh nhân loại này đang đi đến chỗ diệt vong, cho nên Thượng Đế đã phái một vị thiên sứ xuống thế gian này để thay đổi, và cần có một sự đổi thay lớn cho nhân loại. Đó là Ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân kính yêu của chúng ta. Ngài đã được sinh ra từ một đất nước mà quỷ dữ đang lộng hành. Quê hương Việt Nam của Ngài, dân tộc Việt Nam của Ngài đang chịu đau khổ, thống khổ, lầm than. Từ khi chào đời đến hơn 10 tuổi, Ngài là một thiếu niên ốm yếu, bệnh suyễn kinh niên. Nhưng vì Ngài mang một sứ mệnh rất cao cả để cứu nước Việt Nam và cứu cả nhân loại, nên dù ốm yếu nhưng tinh thần của Ngài rất mạnh mẽ, quyết liệt và bền bỉ nữa. Nên trong giai đoạn Đức Quốc Công trưởng thành, Ngài không nghĩ đến sinh mạng của Ngài, sẵn sàng đi ra những nơi nguy hiểm nhất để chỉ với một mục đích là làm sao cứu cho dân tộc của Ngài thoát hiểm họa Cộng sản. Đức Quốc Công đã nhìn thấy Cộng sản giết dân lành vô cùng tàn nhẫn, và Ngài cũng đã nhận ra những tên Cộng sản giết dân lành cũng là con người trên thế gian này. Vì thế, tấm lòng của Đức Quốc Công nghĩ đến một điều bao la hơn nữa,
đó là con người trên thế gian này, là sự ban phát từ Thượng Đế. Tạo hóa đã tạo ra, thì tại sao con người lại giết hại con người? Như vậy, lý do gì mà nhân loại lại giết hại lẫn nhau? Đó là do trong tâm tánh của con người đã đi lệch hướng. Đúng ra là cần phải thương yêu nhau thì thế gian này mới được hòa bình, chung sống với nhau được hạnh phúc. Nhưng vì bản tính ích kỷ, nhỏ nhoi, tham lam và tham vọng về quyền lực đã khiến con người trở nên ác độc và giết hại lẫn nhau. Thế nên, Đức Quốc Công kính yêu của chúng ta đã quyết chí cứu nhân loại này ra khỏi nỗi thống khổ trầm luân mà càng ngày càng đi đến chỗ diệt vong. Đức Quốc Công đã vượt qua những hiểm nguy, gian khổ mà ngày xưa Đức Phật cũng đã hy sinh để cứu khổ cho nhân loại mà phải từ bỏ cung vàng điện ngọc. Rồi Đức Chúa Giêsu cũng phải chịu đóng đinh trên thập tự giá. Còn Đức Quốc Công kính yêu của chúng ta đã chịu khổ sở tại sa mạc trên 20 năm. Thời gian 20 năm không có ai có thể trải qua được, vì một nơi khô cằn, không có bóng cây, ban ngày thì nắng cháy da, đêm thì lạnh thấu xương, ban đêm còn có thú dữ và rắn độc. Không ai có thể trải qua được ở một vùng sa mạc hoang vu vắng vẻ. Đừng nói là một năm, chỉ cần vài ngày thôi là cũng không thể chịu đựng nổi, hoặc là bỏ mạng nơi sa mạc. Nhưng Đức Quốc Công đã trải qua hơn 20 năm ròng rã, là thời gian đã vượt qua sức tưởng tượng của con người. Nhưng Ngài vẫn tồn tại đến hôm nay. Đức Quốc Công kính yêu của chúng ta rất khỏe mạnh và tươi tắn, vẫn hiện hữu trên thế gian này, thì chúng ta mới nhìn ra được sự vi diệu mà Thượng Đế đã ban cho Ngài để Ngài cứu nhân loại này. Trong thời gian Đức Quốc Công trưởng thành, Ngài đã không ngừng nghỉ để tìm mọi cách cứu dân tộc Việt Nam và ngay cả cứu nhân loại nữa. Từ khi Đức Quốc Công còn ở tại Việt Nam, Ngài đã trải qua trong trại tù gian khổ, nhưng Ngài vẫn toàn vẹn vì Thượng Đế đã ban cho Ngài một trí huệ thông minh kiệt xuất để Ngài vượt qua những hiểm nguy mà hiếm người thoát qua được. Rồi khi Đức Quốc Công vượt ra khỏi nước Việt Nam đã bị Cộng sản cướp, thì một thân một mình Ngài cũng cứu được 523 thuyền nhân mà tưởng như không thể qua được một cuộc hải hành đầy gian nguy hiểm trở, bị hải tặc tấn công đến 14 lần đều thoát qua tất cả. Và những vị phụ nữ trên tàu vẫn được bình yên, thì chúng ta mới thấy được khi những ai được ở gần Đức Quốc Công sẽ được hưởng những phước lành từ Đức Quốc Công được Thượng Đế ban phát. Cho nên, khi Đức Quốc Công đã vượt qua cuộc hải hành đầy gian nguy đó, và khi Ngài đã đến trại tị nạn, thì cũng với tấm lòng bao la rộng lượng của Ngài, Ngài cũng lo cho tất cả những đồng bào Việt Nam tị nạn trên đảo Pulo Tenga, Mã Lai, được sống bình yên, mà nơi đó còn được gọi là thiên đàng của trại tị nạn. Thì chúng ta mới thấy được mỗi bước đi của Đức Quốc Công trong cuộc đời của Ngài, Ngài đều hy sinh, và những ai được ở gần bên Ngài đều được những ơn phước đó từ Ngài tỏa ra. Cũng như trong một chuyến đi châu Âu của Đức Quốc Công gặp một tai nạn khủng khiếp, nhưng những người đi bên cạnh Ngài thì cũng được an toàn. Mà lúc đó, cảnh sát ở châu Âu, họ cũng ngạc nhiên là một tai nạn quá lớn, quá khủng khiếp như vậy, nhưng 5 người trên chiếc xe vẫn an toàn, bước xuống bình yên, trong khi chiếc xe của Đức Quốc Công đi đã bị dập nát. Đó, chúng ta mới thấy được
Đức Quốc Công là thiên sứ của Thượng Đế, bảo vệ cho Ngài để Ngài cứu nước Việt Nam và cứu luôn nhân loại này. Vì nhân loại này đang đi đến hồi diệt vong, mà chế độ Cộng sản là quỷ dữ, thì cần phải có thánh nhân mới diệt được. Vì chế độ Cộng sản quá tàn độc, quá thâm độc, nó biến muôn hình vạn trạng mà con người khó có thể nhận ra được. Cho nên Đức Quốc Công Ngài đã nhìn ra nhân loại này đều bị lâm vào cảnh nghiệt ngã mà Cộng sản đang lèo lái. Ngay cả những vị chức sắc cao cấp trong các đạo Công giáo, đạo Phật, Cao Đài, Hòa Hảo, vân vân, rất nhiều vị cũng lầm tưởng Cộng sản, đi theo Cộng sản, làm lợi cho Cộng sản mà cũng không biết. Ngày hôm nay, thế gian này cần biết một sự thật. Đức Quốc Công đang mang đến cho nhân loại, không chỉ riêng là nước Việt Nam của chúng ta. Cộng sản dùng Việt Nam làm thí điểm cho một chế độ tàn độc và nó sẽ lan ra ngoài thế giới. Vì thế, chúng đã đưa một tên gián điệp Tàu Cộng vào đất nước Việt Nam và gieo rắc đau thương tan tóc cho dân Việt gần 100 năm nay rồi. Khi Đức Quốc Công nhìn về nước Việt Nam là quê hương của Ngài, nơi Ngài chào đời, thì Ngài thương vô cùng những người dân Việt. Ngài thương tất cả, ngay cả những người đã đi theo Cộng sản, vì Ngài biết tất cả đều lầm một chế độ quá độc ác. Chúng núp dưới dạng người lương thiện, chúng dùng đủ mọi chiêu trò để lèo lái, nên ai cũng vướng vào cái bẫy của Cộng sản. Đức Quốc Công sẵn sàng dang rộng vòng tay để cứu dân Việt và cả nhân loại trên toàn cầu. Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa do Đức Quốc Công đang lãnh đạo, Quý Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc và Văn phòng Thường trực và những cơ quan truyền thông của chính phủ đã đưa đến những sự thật để tránh họa nạn Cộng sản này. Ngài đã thấu hiểu, con người không ai muốn khổ, không ai muốn chết, không ai muốn bị thương hay bị tan tóc hoặc bệnh tật. Ai cũng muốn sống trong bình yên, ấm no và hạnh phúc. Hiện tại, người dân Việt Nam cũng vì muốn no cơm ấm áo mà tất bật mỗi ngày để kiếm miếng cơm hàng ngày. Nhưng Cộng sản nó ác độc lắm. Nó làm cho người dân khổ, rồi người dân tối ngày đầu tắt mặt tối, chỉ lo kiếm miếng ăn hàng ngày thôi, mà thậm chí hai bữa ăn hàng ngày cũng không có đủ nữa. Từ chỗ đó, không cần quan tâm đến hiện tình đất nước ra sao cả, chỉ biết hôm nay sống là được rồi. Từ chỗ đó, Cộng sản nó mới lộng hành, nó mới lèo lái dân tộc Việt Nam của chúng ta. Nhưng những ai còn có ý thức và còn nhìn thấy được hiện trạng của đất nước Việt Nam, thì hãy nói cho nhau nghe, chúng ta đang có một chính phủ chính danh hợp pháp do Đức Quốc Công đang lãnh đạo. Ngài sẽ đem đến tự do no ấm cho toàn dân tộc Việt Nam của chúng ta. Ngài đã hy sinh gần trọn cuộc đời, không màng đến tiền tài, danh vọng và ngay cả gia đình, Ngài cũng gác qua một bên. Vì Ngài biết dân tộc Việt Nam của Ngài đang rất cần cuộc đời no ấm, hạnh phúc thật sự. Đức Quốc Công đã đại diện cho toàn dân Việt Nam sau khi đã được ba thế hệ dân Việt Nam trên toàn thế giới ủng hộ Ngài làm Thủ tướng của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời ngày 16 tháng 2 năm 1991 để kiện Tập Cận Bình và Tàu Cộng. Bằng chứng Đức Quốc Công đã có đầy đủ nên Tòa án Môi trường Quốc tế đã không thể phủ nhận những đơn kiện của Ngài. Kết quả, Đức Quốc Công đã thắng được vụ kiện vang dội khắp thế giới qua phán quyết ngày 14 tháng 4 năm 2021 vừa qua. Với số hồ sơ ENC 201215, Tập Cận Bình
và Tàu Cộng phải nợ Đức Quốc Công Đào Minh Quân 38.000 tỷ Mỹ Kim. Năm tên đầu sỏ Cộng sản Việt Nam là Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc, Tô Lâm, Phạm Minh Chính, Phạm Bình Minh và 1.005.000 tên đảng viên Cộng sản Việt Nam. Mỗi tên phải bồi thường cho Đức Quốc Công 20 tỷ Mỹ Kim, tức 20.000 triệu Mỹ Kim. Hiện tại, Cộng sản đang đi vào tự huyệt. Thành công vĩ đại này, Đức Quốc Công kính yêu của chúng ta dành trọn cho dân tộc Việt Nam sau khi đền ơn cho chính phủ và nhân dân Hoa Kỳ đã cưu mang người Việt chúng ta, dân tộc Việt Nam sẽ vươn vai ra toàn thế giới, nói cho thế giới biết chúng ta không chấp nhận chế độ quỷ dữ Cộng sản. Từ đó, chúng ta sẽ cứu luôn các nước anh em, vì Cộng sản hiện nay đã vươn cánh tay dài ra vùng Đông Nam Á như Việt Nam, Lào, Campuchia, Miến Điện, Thái Lan, vân vân. Chúng đang lèo lái, các nước này cũng sẽ ngã theo Cộng sản. Và tại Hoa Kỳ, Cộng sản cũng đang tràn lan. Việt Nam sẽ là nước tiên phong thoát cộng. Sau vụ thắng kiện 38.000 tỷ Mỹ Kim, Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân được tòa án cho phép ngài điều hành tổ chức Cảnh sát Môi trường Quốc tế International Environmental Marshal, gọi tắt là IEM. Nhân loại hiện nay đang cần một chính phủ cho toàn thế giới, vì qua những bài viết rất hữu ích từ Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc, thế giới đang có Liên Hiệp Quốc để bảo vệ hòa bình trên địa cầu này. Nhưng cho đến nay, chiến tranh vẫn đang tiếp diễn. Đức Quốc Công ngài đã nhận ra khi chiến tranh cả hai bên thắng và bại đều bị thiệt hại, gia đình và con em hai bên đều bị ảnh hưởng, đều mất người thân yêu của mình. Do đó, nhân loại cần một sự canh tân để phục vụ cho con người được sống an bình, hạnh phúc. Một chính phủ cho toàn thế giới do Đức Quốc Công Đào Minh Quân lãnh đạo, vì ngài có đầy đủ đạo đức, phẩm hạnh và tài năng thiên phú để đưa nhân loại thoát sự khổ, đau thương, mất mát và chia lìa trong chiến tranh. Hiện nay, dân quân Việt Nam đang thỉnh cầu Đức Quốc Công làm hoàng đế của nước Việt để tiêu diệt chế độ Cộng sản Việt Nam tận gốc rễ. Căn bản là chúng ta đặt tình yêu thương lên trên hết. Khi có tình yêu thương, cảm thông nhau sẽ không phát sinh ra xung đột, là chúng ta đã đạt được bình an trong đời sống. Đó là thiên đàng đang hiện hữu trong thực tế. Chế độ Cộng sản làm dân nghèo đói, gây chia rẽ và hận thù. Chúng cai trị sắc máu dân Việt. Vì đói nghèo, người dân đến chùa cầu nguyện để khi qua đời được lên thiên đàng. Nhưng thiên đàng đang có trên trần gian này, vì Đức Quốc Công đã dạy quá khứ, hiện tại và tương lai. Quá khứ đã qua, không thể thay đổi được. Tương lai thì không biết ngày mai sẽ ra sao. Nhưng hiện tại, chúng ta sẽ tạo được thiên đàng trong thực tế. Vì Đức Quốc Công đang đưa cái phao cứu sinh cho dân tộc Việt Nam chúng ta, đó là hệ thống trưng cầu dân ý online. Vào Google nhấn ba chữ www.trưngcầudânýus để đạt được những gì chúng ta mơ ước, là đời sống no ấm, hạnh phúc thật sự. Tham gia vào Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, ký đạp mặt Hồ Mao để được vào FCC để nghe những huấn từ vàng ngọc của Đức Quốc Công, để được học những bài học căn bản về đạo đức. Ngài đã kết hợp từ những giáo lý của Đức Phật, Đức Chúa và những lời dạy của Thánh Hiền
để tổng hợp ra những lời dạy của Đức Quốc Công cho dân tộc Việt Nam qua những bài học rất gọn và đơn giản để người dân dễ hiểu và dễ thực hiện. Chỉ có 3 bài: Thập Bát Thức, 18 điều suy niệm, 7 bài học căn bản để làm người chân chính và 3 điều huấn thị điều hành căn bản cho tất cả những thành viên trong Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, trong đó đầy đủ những tính chất cho con người tự sửa mình. Cũng như lời dạy của Đức Phật là hãy tự thắp đuốc lên mà đi, như Đức Đạt Lai Lạt Ma cũng có dạy, mục đích lớn nhất của con người là giúp đỡ người khác. Nếu không giúp được gì cho ai, thì đừng nên làm hại họ. Đó là những lời dạy rất vi diệu để chúng ta noi theo gương các vị thánh hiền. Nhất là chúng ta đang có vị thánh nhân đang hiện hữu trên trần gian này. Ngài Đức Quốc Công đã và đang hy sinh những thì giờ của Ngài và những lợi ích riêng tư để làm sao cho tất cả những thành viên trong chính phủ được thay đổi từng ngày, từng giờ. Vì chúng ta sẽ là những vị ngôn sứ mà Ngài đang mong muốn để cho toàn dân tộc Việt Nam của chúng ta thay đổi càng sớm càng tốt, thì hoạn nạn đau khổ của dân Việt mới chấm dứt sớm được. Trân trọng kính cảm ơn công đức cao dày của Ngài Đức Quốc Công Đào Minh Quân, Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa, Đại Hoàng đế kính yêu của dân tộc Việt Nam. Chúng tôi, Thiếu tướng Kim Huỳnh, trân trọng kính chúc Đức Quốc Công cùng tất cả quý vị luôn được khỏe mạnh và bình an. Trân trọng kính chào. Việt Nam ơi, quê đứng lên, tay cầm tay nối chi anh hùng, chung sức cùng đường xây quê hương. Việt Nam ơi, không ước mơ, sao mà tan lớp chiếc xuân hà, sương máu này còn rất tuyết đôi. Đất nước này cha ông xây dựng, con cháu cùng gánh vác trung lưng, sao nỡ để các cụ phân lâm, để cùng nhau giành lấy cơ đồ. Đất nước này cha ông xây dựng, con cháu cùng gánh vác chung lưng, sao nỡ để các thù xâm lăn, hãy cùng nhau giành lấy cơ đồ. Bầy công đô cấu kết nhau, đem Việt Nam dâng hiến cho tàu, ôi nước Việt còn chi tương lai. Đồng bào ơi, hãy siết tay, lưng giữ lưng phá đức xích xiềng, cho nước Việt tự do phú cường. Việt Nam ơi, quyết đứng lên, tay cầm tay nối chi anh hùng, chung sức cùng dựng xây quê hương. Việt Nam ơi, đúng lúc ta, sao mà đang lấp chiếc sơn hà, sương máu này còn vẫn tuyết đôi. Đất nước này cha ông xây dựng, con cháu cùng gánh vác chung lưng, sao nỡ để các thù xâm lấn, thề cùng nhau giành lấy cơ đồ. Đất nước này cha ông xây dựng, con cháu cùng gánh vác chung lưng, sao nỡ để các thù xâm lấn, thề cùng nhau giành lấy cơ đồ. Bầy công nô cấu kết nhau, em Việt Nam dâng hiến cho tàu, ôi nước Việt còn chi tương lai. Đồng bào ơi, hãy siết tay, lưng giữ lưng phá đức xích xiềng, cho nước Việt tự do phú cường. Đất nước này cha ông xây dựng, con cháu cùng gánh vác chung lưng, sao nỡ để các thù xâm lấn, để cùng nhau giành lấy cơ đồ. Đào Minh Quân anh hùng cứu nguy dân Việt.
Anh em ơi, ta là người tuổi trẻ, mang trong mình dòng máu Việt Nam. Dù ở nơi đâu trên khắp năm châu, tròn một vòng tay ta nối quanh địa cầu. Anh em ơi, máu xương là của mẹ, tâm hồn này là của quê hương. Mẹ Việt Nam thôi thúc đàn con, kiếp vun trồng mầm sống quê hương. Việt Nam muôn năm, Việt Nam muôn năm, quang tung trời trên tiếng đồng hồ. Vì ta Việt Nam, long live Việt Nam, vì bờ đỡ Việt Nam. Việt Nam hôm nay toàn dân bắt tay xây nhịp cầu nối quá khứ năm xưa đánh quân xâm lăng, hậu nhân ngày nay trong quân vô thần. Tuổi trẻ Việt Nam quyết tâm truyền ngọn lửa thiêng muôn đời, từ ơi lạc long vua hùng tiền cùng thế giới. Dòng người Việt Nam nối nhau nhập vào đoàn quân quang trung, vì mẹ Việt Nam có toàn con cháu triều trinh. Việt Nam muôn năm, Việt Nam muôn năm, quang tung trời trên tiếng đồng hồ. Vì ta Việt Nam, long live Việt Nam, vì bờ Việt Nam. Việt Nam vươn lên từ trong đau thương, từ ngục chung gông xiềng tâm tối thay nước. Toàn dân tay đắp xây hòa bình, hòa bình trong đôi mắt cha, cờ tự do bay khắp sơn hà. Hòa bình trên môi bé thơ, nụ cười tươi như ngàn hoa nở. Hòa bình trong tiếng hát em, tiếng hò khoan trăng sáng ba biển. Hòa bình dâng trong mắt mẹ hiền, nước mắt đoàn viên. Việt Nam muôn năm, Việt Nam muôn năm, quang tung trời trên tiếng đồng hồ. Vì ta Việt Nam, long live Việt Nam, vì bờ đỡ Việt Nam. Tỏa chiếu trên khắp quê hương Việt Nam, trưng cầu dân ý sạch bóng hung nô tham vàng. Chiều chiều người dân hân hoan bầu cho xứng danh, bầu đảo minh quân thương dân vì nước quên mình. Đoàn kết chung dựng xây tổ quốc ta kiêu hùng, giờ một ngày mai tương lai Việt Nam sáng tươi, một trời hạnh phúc sống thiên đường giữa thế gian. Bình minh tỏa chiếu trên khắp quê hương Việt Nam, trưng cầu dân ý sạch bóng hung nô than tàn. Chiều chiều người dân hân hoan bầu cho xứng danh, bầu đảo minh quân thương dân vì nước quên mình. Đoàn kết chung rừng xây tổ quốc ta kiêu hùng, giờ một ngày mai tương lai Việt Nam sáng tươi, một trời hạnh phúc sống thiên đường giữa thế gian.
chứng cầu dân ý, bầu đào minh quân, chứng cầu dân ý, bầu đào minh quân, chứng cầu dân ý, bầu đào minh quân, chứng cầu dân ý, bầu đào minh quân.